À, em trả cho cậu ạ. Đến với clip tiếp theo của em. Tiếp tục series cận cảnh con cuốn chiếu siêu khổng lồ độc lạ, khổng lồ và cực to luôn. Đang nằm đây. Quay cận cảnh cho các bác xem luôn này. Đó, cực to luôn các bạn. Đó. Đã chưa? Bộ tôi kêu kêu kinh không? Đã chưa? Đang nghỉ nghỉ. Ghê chưa? Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại.